Thân mến chào các bạn, chúc các bạn một ngày mới vui vẻ, an lành và hạnh phúc. Đây là cái khu vực tôi trồng sen đá bắp cải. Hôm nay tôi nhân giống ra, tôi mời các bạn cùng làm với tôi nhé. Tôi trồng sen đá bắp cải chung với lại sen đá xanh. Và những cây sen đá bắp cải này nó đã già rồi. Nó đã mấy năm rồi các bạn ạ. Thành ra bây giờ tôi sẽ nhân giống để cho nó có cây non. Và bên cạnh đó thì tại vì tôi trồng ở trước cái đường đi công cộng đấy, những cái hàng cây tôi đã cắt bớt rồi. Những cây sen đá này thấy nó lu bu lắm. Tôi sẽ chọn một cây, ít cây để mà tôi trồng nó. Rồi còn lại thì tôi bỏ đi thôi. Trồng ít mà chăm sóc thì thấy nó đẹp hơn là để như thế này thấy nó xấu. Những cây sen đá này mình có thể là nhổ lên mình trồng xuống, hoặc là mình cắt ngang rồi mình trồng, rồi để cho nó tự nó trẻ lại. Cái khu vực sen đá này tôi trồng cũng đã được 2-3 năm rồi các bạn ạ. Giờ nó đã tàn tạ rồi. Nhiều cây nó đã già, nó đã cao. Tôi sẽ nhổ được bằng này cây thôi. Còn lại tôi sẽ phá bỏ. Các bạn thấy nó già rồi đấy. Và ngay cái đường đi bộ, nhiều khi những cây sen đá xanh người ta đi nó gãy uổng lắm. Tôi sẽ dùng những cái xe rùa này. Cái xe rùa này tại vì nó lủng ở dưới đáy của nó rồi. Tôi sẽ dùng đất vườn. Tôi có một cái thùng phân rác của nhà bếp đó. Tôi ủ lâu lắm rồi. Bây giờ tôi sẽ trộn đất với lại cái thùng này tôi trồng vào đây cho một cái xe này. Thì tôi có một cái cây thạch bích đây nè. Nó bị bể cái thùng, tôi tính là tôi cho nó vô nguyên cái cây vô cái xe, nhưng mà cái nó cao lắm. Cái xe thì nó nông, coi nó xấu. Cho nên giờ tôi sẽ cắt những cái cành này. Tôi bỏ nó vô giữa. Tôi đã trộn phân chung vô với lại đất rồi. Giờ tôi chỉ trồng thôi. Cái vị trí của cái xe này không được to. Tôi dự định là tôi sẽ trồng ít lại, gom lại. Nhiều khi nó đẹp mình còn dễ ngắm, chứ trồng tràng giang đại hải quá thì thấy nó lu bu lắm. Tôi sẽ cắt cái gốc của nó đi. Có nhiều cây nó còn, tôi có để lại cái gốc cũng được. Cái cây này để dễ sống lắm các bạn. Mình trồng làm sao nó cũng lên. Thì đầu tiên là mình trồng, có mua có một cây rồi về mình trồng thôi. Rồi dần dần mình cứ nhân giống ra như vậy đó các bạn. Mà thời gian mấy năm nó ra nhiều lắm. Tôi sẽ trồng xen lẫn với những cái cây sen đá xanh luôn, cho nó có 2-3 loại, nhìn cho nó dễ thương. Cái cây này thì tôi lấy cả cái rễ của nó, tôi ghim nó xuống này. Những cái lá già của nó mình cũng có thể cắt đi đấy, nhưng mà tôi để vậy cho nó tự động, mai mốt tự nó rũa xuống thôi. Tuy là bây giờ mình trồng vậy chứ mình thấy nó xấu xí vậy chứ độ mấy tháng nữa thì mình thấy nó lên rồi thì thấy nó dễ thương lắm các bạn ạ.
những cái cây thạch bích thì tôi sẽ trồng nó vô giữa. Tôi trồng nó dày ấy, nhưng mà mình bỏ giống bị uổng quá, tôi cứ trồng nó vô đây đi để cho nó lớn. Mạnh cây nào cây đó sống. Tôi cũng trồng sen lẫn những cái cây sen đá màu xanh vô nữa, các bạn thấy nó dễ lắm. Mình trồng xuống rồi về mình cứ tưới nước cho nó thôi. Nhưng mà khi tôi trồng xong như thế này tôi chưa tưới nước đâu, tôi để vài ngày để tôi hãy tưới cho nó. Ở nhà vườn ấy, thì người ta trồng nhân giống sen đá xanh hoặc là màu đỏ gì đó, người ta hay bẻ cái lá người ta nhân giống lắm các bạn, để người ta lấy giống người ta bán cho mình. Còn mình giờ mình nhiều quá mình chẳng biết bán cho ai, mình cứ bẻ cái cổ của nó để mình cắm nó xuống vậy thôi. Đây tôi đã trồng xong rồi đây. Đây là sau 3 tuần lễ rồi các bạn ạ. Những cái lá nó bắt đầu nó héo úa, nó có xấu xí vậy đấy. Và đây sau 4 tháng nó đã ăn rễ, mọc rễ ra rồi. Và nó đã lên được cho mình những cái mầm bông của nó. Tương lai những cái cọng dài dài ấy, nó là sẽ là những cái bông màu hồng rất là dễ thương. Cái này mùa hè nó vậy chứ mùa đông nó đẹp lắm các bạn ạ. Những cái cây sen đá xanh các bạn thấy không? Nó màu xanh nó tươi trong à. Tại vì nó được ở dưới cái tàn cây của cây hoa đào á. Cái cây này nó to như vậy đây này, nhưng mà tôi nghĩ là cái lá nó bị sâu á. Tôi sẽ cắt bỏ nó đi thôi. Mình cũng có thể chim bỏ cái lá nó đi cho nó sống cũng được. Nhưng mà mình nhiều giống rồi mình không cần đâu. Cái cây này khoảng tháng 11, 12 là trời lạnh nha các bạn ạ, nó đẹp lắm. Nó xòe ra mà lá nó mơn mởn dễ thương lắm. Khi mà mình trồng mình có thể bẻ cái bông này mình trồng cũng được. Cái cây thạch bích thì nó cũng đã ra rễ rồi đó các bạn ạ, nó đã có màu xanh cho mình rồi. Thường cây thạch bích nó lâu lớn lắm. Năm này qua năm kia mình mới thấy nó lớn. Video của tôi đến đây kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn các bạn video kế tiếp. Chào các bạn nhé.